Xin chào các bạn. Hôm nay sẽ là một tin vui đến tất cả các khách hàng trong đợt ưu đãi vừa rồi đã không kịp mua sản phẩm HP AS100 và dành cho khách hàng khác đang có nhu cầu sở hữu một laptop chất lượng và tốc độ cực kỳ nhanh. Đó chính là chương trình tặng ngay SSD 120GB cho sản phẩm laptop HP mã AI100. Và các bạn đặc biệt tất cả các phần hỗ trợ thì mình sẽ nâng cấp các bạn ổ SSD này để laptop có thể chạy song song hai ổ cứng. Và những điểm tối ưu khi bạn sử dụng một sản phẩm ổ cứng SSD trên sản phẩm laptop, đó là với một sản phẩm này các bạn sẽ có sở hữu một sản phẩm giá cực kỳ tốt mà sở hữu cả ổ SSD và ổ HDD. Và thứ hai là với ổ SSD, các bạn chạy hệ điều hành sẽ có tốc độ truy xuất và tốc độ khởi động cũng như tốc độ làm việc cực kỳ nhanh, khác biệt hoàn toàn với ổ cứng truyền thống là HDD. Rồi, ok. Và điểm tiếp theo là điểm nổi bật trên sản phẩm và trong đợt ưu đãi lần này, đó là sản phẩm HP AI100. Đó, đây là sản phẩm sở hữu chip CPU mạnh nhất, mới nhất từ Intel, đó là trong dòng chip U. Và thứ hai đó là sản phẩm sở hữu màn hình có hỗ trợ cảm ứng. Các bạn có thể trải nghiệm những cái thao tác chạm vuốt hết sức tuyệt vời trên nền Windows 10, một hệ điều hành hỗ trợ tốt cho sản phẩm Ultrabook và sản phẩm có màn cảm ứng. Tiếp theo đó là sản phẩm này cũng được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất như là RAM DDR4 với dung lượng lên 8GB. Và sản phẩm này cũng được hỗ trợ là 2 cái RAM. Các bạn có thể hỗ trợ nâng cấp lên 16GB hoặc 32GB. Đó, rất tuyệt vời. Và Windows bản quyền thì chắc chắn là có sẵn trên sản phẩm bán ra tại Hà Lan rồi. Và cũng như những sản phẩm trước, đó là những chính sách và sản phẩm rất là tốt và đảm bảo tại Hà Lan. Đó là những sản phẩm nhập trực tiếp từ thị trường Mỹ về Việt Nam, nguyên niêm phong thùng. Các bạn sẽ được tự tay gói thùng, tự bóc niêm phong sản phẩm của chính mình. Và cùng với chính sách bảo hành hết sức đảm bảo, đó là bảo hành chính hãng 12 tháng và sẽ được đổi mới cho 15 ngày đầu nếu phát sinh lỗi thì sản xuất. Đặc biệt các bạn sẽ được bồi thường đền bù ngay 300 đô nếu phát hiện rằng refurbish và trả lại máy trong quá trình sử dụng. Đó là toàn bộ những ưu đãi trong chương trình này. Đặc biệt chương trình này chỉ áp dụng cho năm khách hàng đầu tiên đặt hàng trước ngày 20 tháng 10. Các bạn nhanh tay để sở hữu một sản phẩm chất lượng, tránh như những khách hàng trước ở đợt ưu đãi trước, đó là sản phẩm HP AS100 không kịp tới đợt hàng và không còn sản phẩm cho khách hàng. Vâng, xin cảm ơn các bạn tại Hãng Lab với sản phẩm chất lượng này.